giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Đi Kha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng. Tá rá sutta pháp năm chi. Năm pháp cần phải tu tập, 5.2 sẽ được thượng tọa pháp đăng giảng giải. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, hôm nay con không có thấy được thượng tọa Minh Hạnh vào đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Phong Lan và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không biết thượng tọa giác đẳng có nghe được âm thanh con không? Sư có cầm mic được không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn anh 2604. Dạ, con kính dâng mic đến sư, con cung thỉnh sư đọc kinh lễ bái tam bảo ạ. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng, chánh viên trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệp hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn được diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh trên chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị, xin đã thọ nhận lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm kinh lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những khổ đau sợ hãi thảy đều bao tiêu diệt. Những muôn loài chúng sanh người khổ sẽ hết khổ, người sợ hãi sợ hãi, người sầu hãi sầu bi, biết cho với niềm tin biết khổ trì giới hạn, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, biết cắt tường như ý rồi phản hồi thiên sư, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thỉnh mẫn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sinh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Đi Kha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng. Đã sutta pháp, năm pháp cần phải tu tập 5.2. Dạ, bây giờ con chưa có thấy Ngài Tệ Siêu Quang Lâm vào đạo tràng. Và một lần nữa, con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha và kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta học về năm pháp cực phải tu tập. Ở trong năm pháp cần phải tu tập này, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy một cái phương diện khác của thiền định. Giống như tất cả mọi phương diện của tu tập hay nỗ lực ở trong đời sống của chúng ta, các bậc cổ đức thường nói rằng, nhiều khi để mình nắm một tấm vải hay nắm một cái mền thì chúng ta chỉ cần nắm một góc, và từ cái góc mà chúng ta nắm đó chúng ta sẽ kéo được tất cả. Tương tự như vậy, ở trong thiền định thì mỗi một
chứng, mỗi một tầng thiền đều có cái yếu quyết riêng. Và bài kinh này nói về năm cái trọng tâm của thiền định. À, mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh. Thưa Tổ Pháp, trong trường hợp Thưa Tổ Pháp Đăng hay là chư vị giảng sư khác không có vào kịp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi khuyết. Bây giờ thì xin quý vị Phật tử quan khí đọc cho phần chánh kinh. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trường tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Phong Lan và Thanh Thủy cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc phần chánh kinh. Dạ, hôm nay cũng ngắn nên con xin được đọc phần Bali luôn ạ. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya, bài 34 kinh thập thượng. Sutta ra Sutta 5.2 năm pháp cần phải tu tập. Bành cha tham ma bhukara bành cha tham ma pha về tập ba bành cha tham ma ba rin nhảy và bành cha tham ma ba hà tập ba bành cha tham ma hà Napa ghi già bành cho thầm mà quy xề sắc và ghi già bành cho thầm mà đúc pati viết trà bành cho thầm mà úp bà đề cấp bà bành cho thầm mà a rình nhầy và bành cho thầm mà sắc chí cà cấp bà. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Các tệ các ta mê bành cho thầm mà phà quê tắc bà bành chành ghi gồ sâm mà thích bì ti pha ra na tà su kha pha ra na na tà chê tô pha ra na tà a lô ka pha ra na tà bách cha quét khana nít mít tăng y mê bành cho thầm mà. Hai la mã, thế nào là năm pháp cần được tu tập? Năm pháp chánh định chi? Hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quan biến mãn, quan sát tướng, đó là năm pháp cần phải tu tập. 261. Năm pháp cần phải tu tập. Pha quê tắc bà thầm mà, tức là năm chi phần chánh định. Bành chành ghi gồ ghi bành chành ghi cồ sam ma thi một hỷ biến mãn bì ti pha ra na bì ti pha ra nhà con xin sám hối bì ti pha ra na ta ám chỉ định nhị thiền một trạng thái chánh định với hỷ sung mãn. Hai lạc biến mãn su pha ga ra na ta ám chỉ định tam thiền một trạng thái chánh định với lạc sung mãn. Ba tâm biến mãn chê tô pha ra na ta ám chỉ tha tâm thông một trạng thái chánh định nhạy bén về tác ý được biết tâm người khác. Bốn quan biến mãn a lô kaparana ta ám chỉ thiên nhãn thông một trạng thái chánh định nhạy bén về tác ý thấy được các sắc gần xa thô tế
năm hoãn kháng tướng bắt cha quét khan ni vịt tăng ám chỉ tuệ quán chiếu kiến danh sắc trong trạng thái chánh định nhạy bén sát trừ phiền não. Dạ không biết để cho con coi có thượng tọa pháp đăng vào đạo tràng chưa. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài tỳ siêu. Dạ sao của Nhật Quỳnh chưa thấy thượng tọa pháp đăng. Dạ con đảnh lễ đại đức Nguyên Thông. Dạ theo như lời nói dạ tại Nhật Quỳnh thấy ông Lan chắc lên Nhật Quỳnh tưởng có sư bà rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng theo như lời hướng dẫn của thượng tọa giác đẳng, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi điền khuyết các thượng tọa pháp đăng để giảng dạy bài học ngày hôm nay trong lúc đại đức pháp thượng tọa pháp đăng chưa vào đạo tràng. Dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con kính chân mít đến thượng tọa giác đẳng. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa thượng sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Chưa biết là không biết hôm nay thượng tọa pháp đăng có liên lạc với thượng tọa thượng sư và thượng tọa đang có vào được không, và thượng tọa thượng sư có nghị quyết được cho thượng tọa pháp đăng không? Nếu thượng tọa pháp đăng không vào được, xin thỉnh thượng tọa thượng sư. Và một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thượng sư là thượng tọa có trực bái và nghe được không? Thứ gì đó. Có lẽ thì tôi tiểu siêu không nghe được. Chúng tôi sẽ điền khuyết thay thì tôi không đặt, và sau đó thì nếu thì tôi học đăng vào được và có thể cảm biết hay thì tôi tiểu siêu có thể cảm biết được, thì xin quý Phật tử cho biết. Thứ gì đó. Khi mà chúng ta đi vào trong mỗi một cảnh giới, từ việc tu học hay bất cứ phương diện nào, thì chúng ta phải nói đến sự tinh hoa hay là cái tinh túy của lĩnh vực đó. Và đây là điều rất là cần được biết bởi một người tu tập hành trì. Ở trong trường hợp tu tập thiền định, thì thưa quý vị, một vị mà đạt đến cũng có trạng thái có đầy đủ tâm tứ hỷ lạc định, thì vì đó được xem như là thành tựu cái căn bản hay là bước đầu của thiền, mà trong kinh gọi là sơ thiền. Khi mà thành tựu được sơ thiền thì vị này chứng được một trạng thái gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ, mà năm cái chi thiền là tâm tứ hỷ lạc định được tu tập một cách đầy đủ, một cách có khả năng để áp chế năm cái thiền cải, đó là tham dục, sân hận, hôn thùy, trạo hối, hoài nghi.
tu tập. Pháp đầu tiên, thưa quý vị, đó là hỷ viên mãn. Yes, chứ tôi mới bị gián đoạn, không biết quý vị có nghe lại được không? Chị vật. Thì thưa quý vị, trong những cái trọng điểm mà hành giả tu tập thiền định, sau khi đã đạt đến căn bản của sơ thiền có tầm tứ hy lạc định, thì vị này là nhắm đến một trạng thái gọi là hỷ viên mãn. Ở trong bản chú thích thì nói rằng đây là một trạng thái đạt đến vị thiền. Như chúng ta biết, hỷ là sự hân hoan, và trong năm cái chi thiền thì tâm và tứ là trạng thái hướng tâm và trạng thái áp sát. Hướng tâm được ví dụ như là con ong mà đi tìm thấy cái hoa, và tứ là áp sát, có nghĩa là sự kháng khích gắn bó, như là con ong bay chung quanh đóa hoa. Nhưng một khi mà hành giả đã chứng sơ thiền rồi, có đủ cả năm chi tầm tứ hy lạc định, thì thưa quý vị, một cái bước tới mà Đức Phật ngài xem là một ở trong tám giải thoát, hay là một cái bước quan trọng đi xa hơn, là làm thế nào từ bỏ tầm và tứ. Về điều này thì thưa quý vị, tương tự như trong đời sống của chúng, nếu mình muốn thể nhập vào một trạng thái gì đó, thì đa phần đầu tiên là mình hướng đến cái cảnh giới đó, hướng đến đối tượng đó. Và khi mình hướng đến rồi thì mình sẽ làm thế nào mà tạo nên cái sự gắn bó kháng khích. Chúng ta nghe rằng đối với các thi sĩ làm thơ thì tụi tìm cái nguồn gọi là thi hứng. Nhưng mà nhiều lúc rất là cố gắng, nhưng mà bút thiên cầu mãi, phúc thiên cầu mãi không về, bâng khuâng giấy trắng não nề một đêm. Cái tâm mình nghĩ đến thơ, đi vào cõi thơ, nhưng mà lúc đó vì lý do gì đó mà cái cảm hứng không có, thì không có đi vào cõi thơ được. Thì với một người mà chứng đắc được sơ thiền, thì do cái năng lực của thiền định, họ có thể sanh khởi tầm tứ bất cứ lúc nào đối với tâm thiền. Cái tầm tứ đó là cái thành tựu, thành tựu tầm tứ đó là cái sở đắc và sở chứng của họ ở trong cái giai đoạn tiên khởi. Tuy nhiên, nó cũng là một cái trạng thái mà trì trệ, một cái trạng thái chậm lục khi mà thể nhập vào tâm định. Lấy một thí dụ, khi chúng ta sử dụng một ngôn ngữ, thì thưa quý vị, có những người họ rất là thanh thạo, họ rất là trôi chảy ở trong sử dụng Anh ngữ hay Pháp ngữ hay một ngôn ngữ mà không phải là tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà khi họ nói thì
họ phải nghĩ đến cái chuyện mà chuyển dịch một cái câu nói trong tiếng Việt, chuyển dịch sang tiếng Anh. Và trong cái tâm của họ đó, thì nó luôn luôn là cách suy nghĩ của người Việt. Và sau cái cách suy nghĩ của người Việt đó, họ lại dịch sang tiếng Anh. Bởi vì ở trong những cái nhà về ngôn ngữ học đó, họ nói rằng mỗi một cái dân tộc, như là người Trung Hoa, người Việt Nam, người Nhật, những cái câu nói cũng tiếng Anh khi mình học đó. Nhưng mà mình lại nói riêng, tại vì nó ảnh hưởng cái sự chuyển dịch từ ngôn ngữ mẹ đẻ mình sang tiếng Anh. Và họ nghe họ thì đoán được, à, người đó là người Việt, đó là người Hoa. Tuy nhiên khi mà một người đã nói thạo rồi thì họ nói bằng phản xạ, tức là họ suy nghĩ bằng tiếng Anh, họ nói bằng tiếng Anh, họ không có thông qua cái sự chuyển dịch nữa. Tức là cái sự trôi chảy, sự thành thạo này nó đạt đến cái mức độ cao hơn nữa. Họ không cần phải nghĩ đến là cái ý tưởng đó ở trong tiếng Việt như vậy và chuyển sang tiếng Anh như thế nào, hoặc giả là mình nói tức là mình phải nói sao cho nó đúng câu, nói sao đúng văn phạm. Nói mà nghĩ thì đúng văn phạm không phải là một điều sai, nhưng mà một khi mà chúng ta nói bằng phản xạ thì chúng ta không nghĩ đến văn phạm nhưng mà nói vẫn trúng. Chúng ta lấy ví dụ như thứ gì, một cái người mà nói một ngôn ngữ nào đó mà nó rất là thành thạo rồi đó, thì họ đến cú pháp, họ không nghĩ đến cái gì là chủ từ, động từ, túc từ, nhưng mà họ nói vẫn đúng, nói không có sai, là bởi vì lúc đó ngôn ngữ đã trở thành một thứ bản năng, nó khác với một người mà nói mà phải sắp xếp, đây là chủ ngữ, đây là động từ, đây là túc từ, và nói cho đúng cú pháp. Chưa thấy thì bây giờ thì để xin thỉnh thượng tọa đang không biết đến thượng tọa đang ở trước máy và nghe được, kính thưa thượng tọa cầm mic, kính thưa thượng tọa. Hello. Dạ, Pháp Đăng xin sám hối với tình tọa. Dạ. Lại quay chuyện chùa lại quên tới giờ giảng. Quý vị quan hỷ cho lại cái bài học mà chúng ta đã giảng tới cái phần nào rồi quý vị? Quý vị quan hỷ cho lại cái bài học tí xíu. Quý vị cho lại cái bài học trong màn hình đây, bốn pháp nào. Rồi, năm pháp của hôm nay chúng ta học năm pháp chứ không phải là bốn pháp cái gì. Năm pháp cần tu tập. Thì chúng ta biết đối với Đức Phật á, thì Ngài thành tựu các cái pháp thiền định. Và những cái pháp thiền định này đó thì có nghĩa là năm pháp cần tu tập này đó, thì chúng ta thấy hỷ viên mãn đó, đó là một cái trạng thái mà người ta tập trung cái tâm, tâm trung cái tâm, mà cái tâm nó mang lại những cái trạng thái hỷ lạc, mình tự gọi là hỷ sung mãn. Thì ở trong kinh Trung Bộ chúng ta thấy có nhiều cái bài kinh Đức Phật ngày dạy đó, một trạng thái hỷ lạc đó được sung mãn như một cái hồ nước mà được đắp bờ kỹ lưỡng, cái hồ nước đó được nước mưa thỉnh thoảng đổ vào và tràn ngập hết cái bờ, thì cái bờ đó và cái hồ nước đó được đầy ắp. Một cái người mà khi tu tập đó, cái tâm đó mà nó được định tĩnh, nó được hỷ lạc,
Bởi thường thường chúng ta thấy rằng những cái hỷ lạc ở trong cái tâm thiền định đó thì nó chế phục được cái tham dục cái à. Bởi vì cái hỷ là một cái trạng thái mà nó no vui dưới cái năng lực trụ tâm. Thì cũng như từng thấy đẳng thí dụ đó, một cái trạng thái, một cái người mà họ đã thuần thục trong một cái nghề nghiệp, hay là họ thuần thục trong một cái ngôn ngữ đó, thì đối với cái ngôn ngữ đó, những cái chủ ngữ, những cái từ ngữ đó, những cái danh từ hay là động từ đó, thì cái tục từ đó, thì họ sử dụng một cách gọi là vô ngại. Vì sao vậy? Vì cái thuở mà họ học đó là họ đã học từ thấp lên cao rồi. Thì cũng như vậy, cái người tu thiền đó, từ sát na định đó, là những cái định lưa thưa ở trong tâm của chúng ta, cho đến khi mình định được kiên cố, mà chúng ta gọi là định có thiền chi đó. À, thì cái hỷ biến mãn đó là muốn nói đến cái sự bi tý, mà trong vi diệu pháp có nói những cái pháp tương ưng với hỷ. À, hay là chúng ta thấy Đức Phật ngài cũng có dạy với thiên chủ Đức Thích đó, hỷ thọ hỷ nào mà sanh thiện thì nên gần. Thì tất nhiên là những cái thọ hỷ ở trong những tâm thiện, dục giới tịnh hảo, một trí thọ hỷ để làm việc tu thiền phá quá na, hay là những cái tâm sơ thiền có hỷ. Bởi chúng ta thấy sơ thiền á, thì có 8 tâm sơ thiền, chúng ta gọi là 11 tâm sơ thiền á, tương ưng với có tầm, có tứ, có hỷ. Có nghĩa là khi nói đến hỷ á, thì nó trùm luôn cả tầm tứ luôn. Tại thường thường chúng ta biết rằng 11 tâm thì có tầm, 62 tâm có tứ, thì tiếp nữa là có hỷ, có hỷ. Từ như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái hỷ là cái hỷ biến mãn, là một cái trạng thái tiểu đẳng hỷ, sung mãn hỷ, sát na hỷ, khinh tấn hỷ, hải kiều hỷ. Nói như vậy thì chúng ta thấy hỷ mà được Đức Phật ngày thí dụ đó, như là tiểu đẳng hỷ là cái hỷ sấm sét, nó giống như tia chớp. Sung mãn hỷ là toàn toàn phần, rồi khinh tấn hỷ là làm cho mình nhẹ nhàng, sung mãn hỷ là nó làm cho chúng ta tràn ngập khắp cả cơ thể chúng ta, từ thân tâm của chúng ta, những cái hỷ lạc do cái tâm định nó mang lại. Bởi chúng ta thấy rằng cái khinh thân hỷ là một cái trạng thái mà làm cho cái tâm của mình đó, cái thân của mình nó có thể bay bổng lên. Ví dụ chúng ta nghe một cái câu chuyện của một cái người phụ nữ, nhìn cái lễ hội ở trên núi, mà vị này thì phát được cái khinh thân hỷ. Lúc bây giờ cái cô này cũng đang mang thai, mà cũng muốn đi chùa, nhưng mà cha mẹ bên chồng nó thì nói con dâu, con cũng mang dạ chữa như vậy mà đi lên núi thì rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà cô ta nhìn lên trên núi đó, cô ta thấy cái lễ hội đó, cô ta hoan hỷ, và chính cái sự hoan hỷ đó làm cái thân cô ta nhẹ nhàng, và cô ta giống như bay bổng lên trên núi. Thì lúc bây giờ cha mẹ từ dưới núi đi lên đó, từ dưới núi đi lên đó, thì thấy cô ta đã lên trước rồi. Thì cha mẹ hỏi thì cô ta nói rằng cô ta nhìn mà cái tâm cô ta hoan hỷ. Cô ta nhớ lại, cô ta nhớ lại những cái lễ hội mà cô ta đã từng đi, và cái sự vui vẻ hoan hỷ đó làm như nhấc bổng cái thân thể cô bay lên đây được. Nói như vậy thì chuyện này là một cái chuyện mà chúng ta thấy, nếu chúng ta nói theo đời thường thì rất là khó tin. Cũng như mình nói ma quỷ vậy đó, chúng sanh là phi nhân, là hóa sanh đó, thì chúng ta rất là khó tin, nhưng mà nó vẫn có thiệt quý vị, nó vẫn có thật. Vì nếu mà không có thật đó, thì những người có thần thông đó, họ không bay được quý vị, những chư thiên họ không bay được. Vì những chư thiên họ bay được, những người có thần thông họ bay được. Như Đức Phật ngày thường thí dụ như một người co cánh tay hay duỗi cánh tay thẳng ra, thì ngài sẽ hiện ra cõi trời Đao Lợi, cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, cõi trời Đấu Xuất, cõi trời Dạ Ma, hay hoặc cõi Phạm Thiên sơ thiền, hay là những cõi Phạm Thiên cao hơn. Ngài chỉ cần co tay lại, duỗi tay ra thôi. Thì như vậy nên nó thường thường một cái vị mà đã có những cái hỷ biến mãn đó, cái sung mãn hỷ hay là cái khinh thân hỷ, cái tiểu đẳng hỷ hay là cái hải kiều hỷ đó, cái hỷ mà giống như sóng biển mà đập vào người chúng ta, những cái hỷ nó như vậy, hoặc là cái sung mãn hỷ, hoặc là cái sát na hỷ. Sát na hỷ thì chúng ta hiểu rằng từng chút những cái niềm vui mà chúng ta có được gọi là sát na hỷ.
Như vậy cái hỷ viên mãn đó là một cái năng lực trụ tâm mà phát sanh được cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc này đó thì chúng ta thường biết rằng những người khi mà họ tu tập họ thấy được cái sự bình an của tâm. Chứ chúng ta thấy như là ông hoàng Ma Na Má lúc làm vua thì ông thấy rất là khổ, vì luôn luôn bị áp lực là sợ người ta ám sát, sợ nhiều cái chuyện ám sát nhiều cách, sợ lật mình xuống ngôi vua, hoặc là sợ xâm lược, hoặc là sợ đầu độc, hoặc là sợ ám sát, hoặc là sợ những cái chuyện xảy ra mà cướp đi những cái hạnh phúc của mình, hay là bản thân mình, hay là những người thân xung quanh của mình, họ đều sợ hãi phập phồng như vậy. Nhưng mà khi Mạnh Hà Nam Mát xuất gia tu thiền rồi thì ông thường thốt lên những cái sự hỷ lạc, những cái sự an lạc, thì chính là cái nội tâm không có lo âu sợ hãi. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói người không sầu không sợ hãi đó, không sầu không sợ hãi. Thì như vậy khi một người mà có những cái hỷ biến mạng đó là ám chỉ một cái trạng thái nhị thiền. Theo tạng kinh đó, thì sơ thiền có tầm tứ, nhị thiền thì bỏ tầm tứ, còn hỷ là xả định, xả về nhất 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 tâm là định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hỷ biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái 11 tâm nhị thiền, 11 tâm nhị thiền. Đối với tạng A Tỳ Đàm thì chúng ta gọi là 11 tâm tam thiền. Vì sơ thiền thì ba tâm sơ thiền tái sanh về ba cõi nhị thiền, sơ thiền ba tâm nhị thiền tam thiền tái sanh về ba cõi nhị thiền. Thì tính như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái tạng tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm thì tạng kinh thì nói đến tứ thiền thôi, nhưng mà tạng A Tỳ Đàm thì thường trình bày đến ngũ thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, chúng ta gọi là tám thiền. Nhưng mà khi mà nói đến cái hỷ biến mạng thì chúng ta biết rằng cái hỷ đó ở trong cái trạng thái nhị thiền. Bây giờ chúng ta hiểu như một cái người mà họ họ lái xe và thuần thục thì họ không còn khó khăn đối với những cái bảng chỉ đường, hoặc là cái sự mà điều khiển chiếc xe đó nó lanh lẹ và nó thông thoáng, chạy một cách dễ dàng, điều khiển cách thuần thục. Thì khi một người mà lái xe như vậy đó thì họ cũng vui, vui vì mình đi trên đường mình thấy những cái cảnh xung quanh, rồi cái những cái vật mà mình thấy theo đường rồi mình chạy đi thì nó cũng rất là dễ. Nhất là khi mà mình thấy trời mưa mà người ta đi ở ngoài bằng xe thì khổ cực, mà mình đi trên xe được che chắn mưa gió như vậy thì mình cũng cảm thấy vui. Thì những cái trạng thái mà một cái người điều khiển được chiếc xe mà trên đường á, mà thuận lợi được toàn diện thì cảm thấy vui. Cũng như một người mà khi mà đi vào lớp học á, mà thi được đó, họ thi họ làm bài được đó, thì ra hỏi họ thì họ thấy họ vui, rất là vui vì cái chuyện làm bài không làm khó họ được. Thì cũng như một cái người mà có được cái hỷ biến mạng đó thì họ không bị cái sự làm khó của tâm mình. Bởi vì cái tâm họ nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi, nên thường thường Đức Phật dùng cái từ là tâm nhu nhuyễn, tâm dễ sử dụng, tâm dễ uốn nắn. Uốn nắn như thế nào? Ví dụ chúng ta thấy một người uốn công cái cung, hay là uốn một cái dành xe, uốn cái gì kia nào, đối với chúng ta thấy khó lắm. Nhưng mà người đó họ thuần thục rồi đó thì đối với họ thì không có gì khó, họ làm một cách dễ dàng, một cách vui vẻ, họ biểu diễn cho chúng ta coi nữa. Ví dụ chúng ta thấy một người bắn tên cũng vậy, khi mà họ bắn tên thuần thục rồi đó, nhất tiễn xuyên tâm rồi đó, thì họ đối với họ là cái niềm vui khi mà ai kêu họ bắn cung. Nhưng mà những người mà họ chưa từng biết bắn cung á, thì họ đã dương cung là khó rồi, họ lắp tên gì là khó rồi, họ nhắm cũng khó. Nhưng mà đối với những người đó họ mà thuần thục rồi, họ có thể biểu diễn bắn những cái trái cây cam, cây quýt, hoặc là những cái tắc nhỏ như vậy, nhưng mà họ nhất tiễn xuyên tâm, họ chỉ cần bắn có thể bắn. Và chúng ta thấy nhiều người mà chúng ta thấy có nhiều người là họ biểu diễn, họ phóng dao mà họ bịt mắt họ vẫn phóng trúng. Thì những cái điều đó đối với những người khác thì họ sợ hãi, nhưng mà đối với những người này vì quả thuần thục rồi nên họ không còn sợ hãi. Trong lúc nào trong tâm họ cũng thấy vui vẻ, họ cũng thấy họ làm chuyện đó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn.
Thì khi một người mà họ có hỷ viên mãn đó, đối với mình ngồi tu thiền á, mà được 1 giờ 2 giờ là chuyện khó. Nhưng mà đối với người có hỷ viên mãn á, thì họ họ nhập thiền có thể là 1 ngày 2 ngày, một một 2 ngày, 3 4 ngày, 4 5 ngày, một hỷ lạc thuần tịnh á. Như là quý vị thấy ngoại đạo nói rằng Du Ba Sen đi hạnh phúc hơn Đức Phật á. Ngài hỏi gì chứ Du Ba Sen nó đi có thể giữ tay chân ấy, ngồi yên như vậy một trạng thái hỷ lạc không, một tuần lễ không, thì ngoại đạo nói không được, vua dù là sung sướng như vậy nhưng mà không có được yên như vậy. Thì đến Đức Phật thí dụ chỉnh 1 ngày cho đến 1 giờ thì các ngoại đạo cũng nói rằng Du Ba Sen nó đi không được như vậy, và Đức Phật thì nói rằng Như Lai được như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng một người không có vật thực thì khổ, nhưng mà ma vương đó, chúng ta thấy ma vương đó, Đức Phật ngày đi cất thực và ma vương cản đường không cho Đức Phật ngày, không cho những người dân đặt bát cúng dường với Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngày ra kinh thành thì ma vương hiện ra nói với ngài Sa Môn Cồ Đàm, bữa nay đi cất thực không có vật thực, có buồn không, có khổ không, hãy đi vào thành trở lại đi. Ma vương ma sẽ không có phá, không có nhập vào dân chúng để những người đó họ đặt bát cúng dường cho Thế Tôn, cho Phật. Thì Đức Phật ngài nói rằng hóa duyên phận sự phải hành, dầu không vật thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, từ bi an lạc như trời Phạm Thiên. Có nghĩa là ngài nói rằng cái pháp hỷ thiền định có rồi, có nghĩa là ngài nhập vào thiền đó là một cái trạng thái hỷ lạc, không có những cái sự khổ sở của đói khát, cái sự khổ sở của thân thể dày dò. Vì thường thường chúng ta biết là một người mà họ đạt được định đó, họ có thể ngồi thiền như vậy một hỷ lạc sanh khởi. Việc bái trái ý dịch lòng đối với chúng ta thì chúng ta không chịu được, nhưng mà đối với những người đó thì họ chỉ cần ngồi xuống để tâm một chút xíu thì hỷ lạc tràn đầy thân thể của họ, một cái trạng thái hỷ lạc trong sáng trong người họ, nghĩa là tỏa sáng khắp thân thể của họ, có một cái trạng thái mà các căn được thu thúc, không thấy sự khổ sở. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta hay bị những sự bực dọc vì chúng ta không có cái trạng thái của hỷ này, nên những cái vị mà họ đạt đạt được cái hỷ viên mãn thì đối với họ là chuyện này rất là dễ dàng, không có gì khó khó khăn. Như vậy hỷ viên mãn là một pháp mà những cái vị ở trong rừng có đạt được, rồi những vị chuyên tâm tu tập thiền định đạt được. Rồi lạc viên mãn là gì, là muốn nói đến cái trạng thái ám chỉ tam thiền, một trạng thái chánh với lạc sung mãn. Hồi nãy thì chúng ta nói rằng hỷ là một trạng thái vui, một cái trạng thái nhẹ nhàng hơn hỷ. Chúng ta có thể hiểu rằng một cái năng lượng được tinh luyện lần dần lên. Ví dụ chúng ta thấy rằng mía nó sẽ ngọt, nhưng mà khi mà tới đường thì nó ngọt hơn. Nhưng mà nước mía thì nó nhiều, nhưng mà đường thì nó ít. Nó cái phần mà cô đọng lại đó, cái phần tinh túy của đường của mía đó nó trở thành đường phèn. Thì cũng như vậy quý vị thấy rằng hỷ nó biến mãn như vậy, nhưng mà lạc nó còn biến mãn hơn hỷ nữa, nó được tinh luyện hơn nữa, nó được làm cho trong sáng hơn nữa, nó làm cho tinh khiết hơn nữa, nó làm cho thành quả viên mãn hơn nữa. Như vậy cái lạc á, thường thường á, thì nếu mà trong A Tỳ Đàm á, thì cái tâm tứ thiền đó thì đáng lẽ nó phải vẽ 11 tâm tứ thiền, phải vẽ một cái màu gọi là màu vàng, và vàng tương ứng với lạc thọ, lạc thọ. Màu đỏ tương ứng với hỷ thọ, màu xanh tương ứng với xả thọ, màu nâu thì tương ứng với ưu thọ, màu đen thì tương ứng với khổ thọ. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử khi học và A Tỳ Đàm thì ngài làm luận án tiến sĩ, thì ngài làm 5 cái loại cảm thọ, đó là 5 cái loại màu, 5 cái loại màu. Và mới cái lạc là cái màu vàng với cái trạng thái biến mãn lạc, biến mãn lạc có nghĩa là một cái trạng thái định tam thiền. Thường thì chúng ta biết rằng một cái định sơ thiền á, thì như chúng tôi nói quý vị đó, một cái trạng thái của 5 thiền chi đó là một cái trạng thái thuần thục đó, của 5 cái wa si đó, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Họ có thể nhập vào cái trạng thái nào cũng được. Chúng ta thấy như ngày xuống Vô Tý đó, ngài đi tới nhà của người nam nữ cư sĩ nào đó, thì trước khi mà ngài nhận vật thực đó, ngài đứng đó và ngài nhập thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, rồi thiền diệt thọ tưởng định, rồi ngài xả diệt thọ tưởng định, ngài mới nhận bát cúng dường.
Nên trong tổng người tối thắng á, thì ngày phút xuống Phú Tý đó là ngày tu Bồ Đề đó, làm cho cái người thí chủ đó cái phước nó tăng tăng trưởng cực độ, cực kỳ sung mãn, nó trở thành cái hiện báo nghiệp quý vị. À, có thể là một người cúng dường đã bị nhập thiền diệt đó thì nó sẽ được hiện báo nghiệp trong cái sát na thứ nhất. Thì khi mà chúng ta hiểu là một cái người mà họ đã thuần thục tâm đó, như là ngày xuống Phú Tý đó, thì từ cái hỷ biến mãn qua cái lạc biến mãn, hay là tâm biến mãn, hay là quan biến mãn, hay là tạng thẳng tướng đó, một cái trạng thái mà thuần thục, mà thuần thục xa rời những cái lậu hoặc phiền não, để rồi có thể nhập được diệt thọ tưởng định, xa rời tất cả những cái lậu hoặc. Như vậy thì chúng ta biết cái lạc biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của cái người được cái tam thiền. Tam thiền một cái trạng thái lạc biến mãn toàn thân. Thí dụ cũng giống như cái hồ nước, mà toàn cái hồ nước đó được đắp kỹ lưỡng và nước nó tràn bờ, thì nó, tất nhiên là nó tràn bờ. Như vậy thì nước đã, đất nó đã được thấm nước thuần thuần tịnh, có nghĩa là được ví dụ như bột á, mà được thấm nước mà nó không có chảy và nó cũng không có khô cứng nó. Mà chúng ta thường thường một cái người mà họ lấy bột, họ lấy làm bột để họ lấy con á, thì họ làm cho cái bột đó nó không có thể, nó cứng quá thì không có giò được, nhưng mà nếu mà nó ướt quá thì nó sẽ chảy ra. Nhất là những người họ làm chè sữa nước đó quý vị, họ nhồi bột đó thì bột đó vừa với nước thôi. Một cái sự khéo léo như vậy. Thì một cái người khi họ tu tập đó thì cái trạng thái tâm của họ nó khéo léo, lạc nó biến mạng, lạc nó có lạc nó có một cái trạng thái toàn thân sung mãn, toàn thân sung mãn, trạng thái tâm và thân sung mãn. Bởi chúng ta thấy kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm đó. Thì muốn nói đến cái thân thể và cái tâm đó, nó nhu nhuyến, nó nhẹ nhàng, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó nâng lên được. Bởi chúng ta thấy một cái người mà có cái nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm, chánh thân, chánh tâm, kinh thân, kinh tâm. Bởi vì những cái trạng thái mà trong cái tâm, những cái tâm thì nó có những cái trạng thái này. Bởi thường thường chúng ta biết rằng 19 sở hữu tịnh hảo biến hành nó hợp trong những cái tâm thiền, nó vẫn hợp trong những cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy thì những cái trạng thái này đó, nó làm cho lạc, lạc nó được sung mãn, lạc nó được biến mãn khắp cả thân và tâm, sung mãn toàn thân tâm. Cũng như hồ nước mà nó được đắp bờ đê khéo léo, nước mưa chảy vào trong hồ, hồ được nước chảy vào và nước tràn đầy trên bờ hồ, thì cũng như vậy toàn thân cái bờ hồ đó được thấm nhuần dưới ướt nước. Cũng như vậy một trạng thái mà lạc biến mạng đó, là một cái trạng thái của người đã thuần thục với cái trạng thái chánh định mà có lạc sung mạng. Nên thường thường quý vị biết rằng năm cái thiền chi đó, khi một người tu tập đó thì họ phải tập hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền và phản kháng thiền. Khi mà họ phản kháng, họ thấy cái gì yếu đuối, họ vượt lên. Cũng giống như là họ làm những việc mà phải làm từng tử thứ lớp, rồi càng làm như vậy nó càng tinh luyện hơn, nó càng thanh lọc nhiều hơn. Làm cho thanh lọc những cái tinh luyện, nó bốc đi những cái hơi nước, còn lại những cái gì mà nó cô đặc lại. Mà chúng ta thấy những người họ làm đường, hay họ làm những cái họ cô đặc những cái loại trái cây cũng vậy, họ làm cho những cái loại nước đó thấm nhuần vào những cái vỏ cam. Như là hôm trước chúng tôi đi lên trên Đà Lạt vào những cái chùa đó, thì thấy chư tăng họ chỉ cho những người Phật tử họ làm bằng cái vỏ cam, mà lấy nước cam đó, lấy những cái nước cam đó để ướp vào những cái vỏ cam, làm giống như trần bì của người Tàu, làm giống như là những cái loại mà thảo dược ngậm để cái cổ mình nó thông, để cho cái giọng mình tốt vậy đó. Thì họ cũng lấy những cái trái cam đó, rồi họ sên lại những cái vỏ cam, họ làm lại như vậy. Mà mình nhắm vô một miếng thì mình thấy rất là ngon quý vị. Thì cái sự cô đặc
đông đầy ở trong cái vỏ cam đó, nó trở thành đặc biệt, thì cũng giống như lạc được sung mãn khắp toàn thân. Cũng vậy quý vị, thân tâm được lạc trạng thái của định tam thiền. Rồi cái sự tâm biến mãn là muốn chỉ đến cái tâm của chúng ta nó thuần thục nhạy bén, mình có thể tác ý đến tâm của người khác, tâm của người khác với tâm của mình, biết được tâm của người đó. Có nghĩa là thường thường quý vị biết rằng những cái người khi mà họ đạt được cái thiền đó, thì họ đạt đến đến cái thiền chi đó, thì họ sẽ có những cái sự tuần tuần tự thứ lớp, mà chúng ta nói rằng những cái thiền lực đó nó mang lại cho người đó năm cái loại thần thông, đó là tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông, biến hóa thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Có nghĩa là đối với những cái người mà họ làm cho cái tâm họ thuần thục đó, thì họ để đạt được cái gì, một cái trạng thái một thân biến ra nhiều thân, hoặc là với tâm của mình biết được tâm người khác. Thì Đức Phật ấy, ngài đã cho chúng ta biết rằng ngài đã thành tựu được bát minh và 15 cái hạnh, trong đó thì thiên nhãn minh, hoặc là thiên nhĩ minh, hoặc là tha tâm minh, hoặc là túc mạng minh, hoặc là lậu tận minh, hoặc là thần thông minh, ý quán minh, hoặc là tuệ quán minh. Thì những cái điều đó đó được Đức Phật ngài đã nói lên, và ngài đã đạt được do cái năng lực tu tập trong quá khứ, cộng với cái sự thành tựu Phật quả trong hiện tại này, viên mãn cái công hạnh để ngài trở thành một vị Phật tổ. Chính vì như vậy nên khi một cái người mà họ muốn mình có thần thông đó, thì họ phải phải tu tập, mà năm cái pháp này là cần tu tập. Tawe Tappa Dhamma có nghĩa là để tu tập để đạt được những cái loại thần. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng một cái trạng thái định nhạy bén, một cái trạng thái định mình sâu, định mà có thể là một cái trạng thái định mà chỉ còn xả niệm thanh tịnh đó, thì cái vị đó hướng tâm của mình về các đời sống quá khứ, từ một đời, hai đời, ba đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều loại kiếp, hoặc là vị đó tác ý hướng tâm mình biết được tâm người khác, do cái năng lực tâm được sung mãn, mà chúng ta gọi là tâm được được biến mãn khắp cả, có nghĩa là biến mãn thuần thục, để họ có thể biết được những cái chúng sanh, thấy được những chúng sanh sanh từ chỗ này đến, biết được tâm của chúng sanh, nhạy bén được tâm của chúng sanh với tâm của người khác. Như vậy thì tâm biến mãn là muốn ám chỉ đến cái loại thần thông là một cái trạng thái định mà với tâm của mình biết được tâm của người khác, là như vậy quý vị. Còn quang biến mãn là muốn ám chỉ đến cái thiên thiên nhãn thông, bởi vì cái ánh sáng mà chúng ta thấy Đức Phật ngày thường nói với ngài Xu Phu Tý đó, quên, đối với ngài ngài Ananda và ngài Ca Lú Đại Dí, khi mà ngài Ananda hỏi về một cái vị đệ tử quá khứ của Đức Phật á, trước khi đứng trên núi có thể dùng cho cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng của mình đó, thì bằng cách nào, thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng ngài sử dụng ánh sáng chiếu, cái hào quang ánh sáng chiếu vô lượng như vậy đó, rồi phát ra những cái thần thông. Thì chúng ta thấy hiện giờ đó, các cái tín hiệu sống được phát ra, những cái tần sóng đó, thì những cái điện thoại chúng ta cũng nhận được những tần sóng đó, giải mã những cái tần sóng nó trở thành những cái âm thanh, phân biệt những cái sóng đó đó. Nên thường thường chúng ta thấy những điều mà có nhưng mà chúng ta rất là khó tin cái gì. Thật sự là cái sóng điện thoại, những cái lò vi sóng, hoặc là những cái sóng điện thoại phát ra, rồi những cái điện thoại nó nhận được những cái tín hiệu, giải mã những cái tín hiệu đó khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, hoặc là chúng ta nhắn tin, hoặc là chúng ta gửi hình, thì những cái tín hiệu đó được mã hóa và trở thành những cái tín hiệu gửi đi, và chúng ta là những người có điện thoại nhận được những cái tín hiệu đó, và nó sẽ mã hóa lại những cái gì người ta muốn gửi, hoặc là một tấm hình, hoặc là một tin nhắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với một cái người có quang biến mãn đó, là muốn ám chỉ đến thiên nhãn thông, có nghĩa là một ánh sáng mà vị đó có thể xuyên thấu, thấy được cái sự, thấy được cái sắc của chúng sanh, như là những cái vị có thần thông có thể thấy được những loại phi nhân quý vị.
Chúng ta thì không có thể thấy được ma quỷ, bởi vì Đức Phật Ngài có nói một cái người mà thấy được đó, có hai điều kiện để thấy ở trong tăng chi đó, là một người có thần thông và một người do nghiệp lực. Một người có thần thông đó, thì thấy được năng lực thần thông của mình, nhưng mà những người mà bị nghiệp lực đó đưa họ vào trong địa ngục, thì họ nhìn thấy cái cảnh địa ngục kinh hãi. Thì như vậy đó là hai cái trường hợp mà Đức Phật nói, người ta có thể thấy được địa ngục. Một là những người có thần thông có thể thấy được địa ngục. Hai là người đã rơi vào địa ngục, họ sẽ thấy được cái cảnh khổ của địa ngục. Chứ còn ngoài ra đó, không có thể nào thấy được. Nên nhiều khi chúng ta thấy, đối với vua Vajrasri, mà hỏi ngài Kumarakasava đó, có những người thân của tôi đó, tôi đến hỏi họ đó, khi mà họ sống họ làm ác ấy, tôi nói với họ nó khi chết mà có rơi xuống địa ngục đó, thì hãy về báo cho tôi biết. Nhưng mà họ không có về báo được cái gì. Rồi vua Gia Xí cũng thấy giống những người Phật tử thọ giới tu hành bố thí cúng dường đó, thì vua Gia Xí cũng có nói với những người đó, nếu mà có cõi trời thì hãy sanh về cõi trời, hãy cho tôi biết. Nhưng mà thật sự đó thì vua Gia Xí không nhận được những cái điều đó. Vì sao vậy? Vì những người mà sanh về cõi trời đó, họ hưởng cõi trời đó, như là cõi trời tứ đại thiên vương, 50 năm ở cõi nhân loại chúng ta bằng cõi tứ đại thiên vương một ngày một đêm. Cõi đau lợi thì 100 năm của chúng ta bằng cõi trời đau lợi một ngày đêm. Nên những cái người sanh về cõi trời đó, họ không xuống liền, họ để ngày hôm sau họ xuống thì mình cũng đã chết rồi quý vị. Nên đó, cõi trời, những cái thú vui của cõi trời đó, mà trong đó ngày Kumara ngày thí dụ như một người từ cái hầm phẫn được người ta kéo lên tắm rửa sạch sẽ, rồi người đó có muốn chung xuống hầm phẫn không? Thì lúc bây giờ vua Gia Xí nói rằng người đó đâu có muốn chung xuống hầm phẫn. Từ hầm phẫn được để dớt lên tắm rửa sạch sẽ như vậy mà ai mà chung xuống hầm phẫn? Thì lúc bây giờ ngài Kumarakasava ngài mới nói rằng cũng như vậy, này đại dương, khi một người sanh về cõi trời đó, họ hưởng thiên lạc, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Họ hưởng những cái dục lạc, họ sợ cái mùi hôi của con người. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với là người đó, mùi hôi của con người thì chư thiên họ rất là sợ. Họ không có đến gần. Những cái mùi hôi của chúng ta nó sẽ bay lên mũi của chư thiên. Họ giống như người con người chúng ta mà hửi phân vậy đó. Hửi phân á, hửi những cái loài cực kỳ thúi chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta cũng không thích thú vậy mới hửi cái đó. Thì chư thiên họ nghe cái mùi hôi của con người nó cũng cực kỳ hôi như vậy. Thì ngài Kumarakasava ngài đã thí dụ cho đức vua Vajrasri nghe về cái việc đó. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy một người có thiên nhãn thông đó, họ thấy được những cái điều mà chúng ta không thấy được. Họ thấy được những cái loài đó. Và Đức Phật ngài cũng đã cho chúng ta biết rằng ngài không nói lên những loài ngạ quỷ. Vì lúc bây giờ chưa có người nào thấy được loài ngạ quỷ đó là loài người. Cho đến khi ngài một quyền liên đó, ngài thấy những loài ngạ quỷ kỳ lạ. Và ngài đã hỏi Đức Phật và ngài Lakhana đó. Ngài Lakhana, ngài thấy, ngài hỏi ngài một quyền liên xong ngài cười như vậy. Ngày một nghĩa ngày nói rằng ngài thấy những cái loài ngã quỷ đó, nhưng mà hãy hỏi điều này trước Đức Phật. Và khi mà hỏi trước Đức Phật thì Đức Phật ngài đã khẳng định rằng ngài đã thấy những loài ngã quỷ kỳ lạ này, thân hình nó dài thường thượt, mà lửa cháy trong thân hình nó, vì ngày xưa nó đi nói ly giá người khác nên bây giờ lửa cháy trong thân nó như vậy. Thì Đức Phật ngài khẳng định rằng đó là những cái thành quả nghiệp lực của những cái loài chúng sanh này. Và những chúng sanh này chỉ có Như Lai, khi mà Như Lai dưới cội Bồ Đề thành tựu Phật quả thì ngài đã thấy cái loài ngã quỷ kỳ lạ này. Nhưng mà ngài không nói, vì ngài nói mà người ta không tin đó, thì rất là nguy hại cho cái người nghe. Họ khởi lên cái tâm nghi ngờ đó thì họ rất là tội lỗi. Nên Đức Phật ngài không nói. Bây giờ ngài một kiền liên ngài đã thấy rồi, nên Đức Phật ngài đã nói lên những điều đó. Nên Đức Phật ngài nói rằng có những cái pháp đó mà ngài không nói lên, vì lúc bây giờ ngài có cái quan biến mạng, ngài có một cái thiên nhãn thông thấy được những cái loài ngã quỷ này, và người đời không có thể nào thấy được, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng đối với những điều này đó, Đức Phật ngài nói rằng cái quan biến mạng đó là người ám chỉ một người tu tập, mà cái sự tu tập của họ đó, một cái trạng thái mà họ đạt được cái chánh định, và họ tác ý thấy được những cái sắc tế hay là sắc thô thì chúng ta thấy được rồi. Sắc thô là con người chúng ta nhìn vào những cái vật cứng mềm
lạnh nóng lửa rồi đó, thì chúng ta thấy được đó, rồi chúng ta gọi là sắc thô. Nhưng mà có loại sắc tế, như là sắc giao giới đó, rồi là giữa cái khoảng không gian ruột gan chúng ta nó dính với nhau, nó đâu có dính với nhau quý vị. Nhiều khi để vô cái bụng chúng ta đó, một bụng như vậy đó, nhưng mà cái này với cái kia nó không dính nhau. Nếu mà dính nhau đây gọi là ruột kết, không có được. À, nó có một cái khoảng tách rời giữa cái phèo phổi ruột non ruột già của chúng ta, nó cũng có sự tách rời ra, tuy rằng nó nằm trong thân thể chúng ta nhưng mà nó có một cái sắc mà chúng ta gọi là sắc giao giới đó. Một cái sắc đó mà mình chỉ rõ thì không được, nhưng mà mình nói rằng giống như hai cái vật đó dính liền nhau nhưng mà không dính liền nhau, nó có một cái khoảng là nhỏ, rất là nhỏ giữa vật này với vật kia. Như vậy nó có một cái trạng thái không liên kết nhau, thì chúng ta gọi là sắc giao giới là như vậy. Như vậy thì cái quan biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của một cái người tu tập chánh định nhạy bén, mà họ thấy được những chúng sanh là chư thiên, những chúng sanh là ngạ quỷ, những chúng sanh mà chúng ta gọi là quá sanh á, quá sanh như là ngạ quỷ là quá sanh, rồi chúng ta thấy rằng chư thiên phạm thiên là quá sanh, địa ngục là quá sanh. Ví dụ chúng ta thấy những chúng sanh mà rơi vào địa ngục là do cái ác nghiệp của họ thôi, chứ không phải ở địa ngục có một người nào sanh chúng ta ra trong địa ngục để chúng ta chịu khổ, và người đó nhất định là người phải chịu khổ nhiều nhất rồi. Nếu mà họ ở trong địa ngục, họ sanh chúng ta ra, thì họ phải là người chịu khổ trong địa ngục trước chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật nói rằng những cái chúng sanh đó do cái nghiệp quả họ rơi vào địa ngục như vậy, thì cái quan biến mãn là muốn nói đến một cái trạng thái của thiên nhãn thông, một cái trạng thái thiên nhãn thuần tịnh, thấy được cái sự sanh và tử chúng sanh, thấy được những cái sắc tế của chúng sanh, những cái loại sanh ra mà chúng ta gọi là quá sanh. Như vậy thì một cái quan biến mãn là như vậy. Rồi một cái phản kháng tướng là gì? Cháo quýt khá nái ni mít tăng, có nghĩa là muốn nói đến cái trạng thái một cái người tu ám chỉ đến cái tuệ quán, gọi là chúng ta gọi là cái quán, cái tuệ, gọi là nãy chúng tôi vừa nói quý vị đó, có nghĩa là cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, tuệ quán thông, tuệ quán minh đó. Tuệ quán minh là muốn nói đến cái người mà họ tu tập cái tuệ, cái tuệ quán đó, cái phản kháng tướng đó, là muốn nói đến cái ám chỉ đến cái tuệ quán chiếu chiếu về cái, hay là một cái trạng thái chánh định đó, chúng ta gọi là nhạy bén để sát trừ phiền não, một cái phản kháng tướng. Như vậy á, thì ám chỉ đến một người mà khi mà tu tập họ đạt được những cái trạng thái để họ vượt lên đó, họ vượt lên, có nghĩa là họ vượt lên từ sơ nhị tam tự thiền, rồi từ những cái thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông, và lậu tận thông đó, thì từng tự họ đạt được những cái điều này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phản kháng tướng đó là muốn nói đến cái sự mà thấy được, vượt qua được những cái gì trở ngại để đạt được một cái trạng thái cao nhất, là cái sát trừ phiền não của cái tuệ phản kháng phiền não đắc đạo quả tột mạng đó. Thường thường quý vị thấy ông A Tỳ Đàm thường dùng cái từ là người đó đắc đạo quả tột mạng, phản kháng phiền não, phản kháng lại cái quá trình mà mình đã trải qua đó, và đắc đạo quả tột mạng, thế nghĩa là vì đó đắc đạo quả xong rồi viên tịch niết bàn luôn. Có nghĩa là chúng ta nói rằng giống như một người mà họ đắc đạo quả rồi họ tự viết viên tịch niết bàn. Ví dụ chúng ta thấy như đại thần Sang Tá Tý vậy đó, khi mà đắc đạo quả đó thì A-la-hán thì thân hình nó còn mặc một cái đồ võ tướng, nhưng mà tự bay lên hư không, rồi tự dùng lửa đó là thiêu hủy cái thân của mình, rồi chư tăng trải cái tấm vải trắng để hứng cái xá lợi đó. Và chư thì khưu hỏi với Đức Phật là vị này gọi là Sa Môn hay là Bà La Môn hay là gọi là cái gì, thì Đức Phật nói rằng Sa Môn cũng phải, Bà La Môn cũng phải, vì đó là vị A-la-hán. Và Đức Phật lại nhắc lại cái tiền thân của đại thần Sang Tá Tý trong quá khứ, việc vận động người ta đi nghe pháp, mà vua nghe được, vua hoan hỷ từ tặng ngựa cho đến tặng xe ngựa, rồi cuối cùng tặng voi, và cái vị thiện nam này vẫn đi vận động người ta đi nghe pháp suốt cả cuộc đời của mình như vậy.
Bây giờ thì cái thành quả đó là hiện tại đó thì người yêu của mình bị chết, nhưng mà vị này sầu khổ, nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái vị này sẽ đến gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài giảng rồi thì vị này trở thành vị A-la-hán, vị là A-la-hán rồi viên tịch Niết Bàn. Nên lúc bây giờ cái bài kệ Pháp Cú đó cũng cho chúng ta một cái niềm vui là Đức Phật ngài đi bát, ngài thấy Đại Thần Sắc Tá Tý đó đang lặn lội dưới sông vì mất cái người tình trong bụng của mình đã bị bệnh và chết đó. Thì vị Đại Thần Sắc Tý này rất là đau khổ, mặc đồ triều phục mà uống rất là nhiều rượu, nhưng mà rượu không làm cho vị đó say, vị đó vẫn nhớ về cái người yêu của mình. Nhưng mà rồi rồi Đức Phật ngài thấy bạn ngài mỉm cười, tôn giả nó đã hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài chỉ thấy là bị đại thần đại tướng nó không, vì đại thần Sắc Tý nó không, thì tôn giả nó đã nói rằng thấy, nhưng mà Đức Phật nói rằng chiều nay vị đó sẽ giác ngộ, sẽ bỏ gánh nặng của sầu khổ. Và lúc bây giờ nhiều người họ nghe được cái chuyện đó và họ muốn đi theo để coi như thế nào, và cuối cùng thì họ thấy được cái chuyện mà Đại Thần Sắc Tý vào gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết giảng, và Đại Thần Sắc Tý đưa tâm quán xét và đã rũ bỏ được cái phiền não, đắc đạo quả A-la-hán, và trên hư không dùng dùng quả thiêu tam muội để thiêu cái thân của mình, xá lợi được rớt xuống, biểu hiện cái thần thông biến hóa, đứng trên hư không như vậy, nói về cái tiền thân của mình, quá khứ đã từng đi vận động người ta nghe pháp như vậy, kể cho Đức Phật nghe, và Đức Phật ngày cho chúng sanh biết là cái chuyện đó Đức Phật ngày biết được cái quá khứ của vị này, với tâm của mình biết được tâm của vị này trong quá khứ, biết được các cái hạnh nghiệp của vị này trong quá khứ, và Đức Phật ngày muốn muốn biểu dương cái sự tu tập của Đại Thần Sắc Tá Tý trong những cái kiếp luân hồi, và bây giờ đã thành mãn. Điều này Đức Phật ngày biết được. Như vậy thì chúng ta thấy cái phản tháng tướng là một cái tuệ quán chiếu kiến được danh sắc, rũ bỏ được phiền não, sát trừ được tất cả cái phiền não, và cái phiền não nó sanh lên từ đâu thì mình biết được cái phiền não đó và đã sát trừ. Những cái chúng sanh mà đủ duyên thì chúng ta thấy rất là đặc biệt, như là Đại Thần Sắc Tá Tý chúng tôi nói, hay là vua chúng ta thấy Bahi Giá, Đức Phật ngài chỉ dạy thấy là thấy, nghe là nghe, ngửi nếm đụng xúc chạm, và suy tư chỉ là suy tư thôi. Thì cái người ngoại đạo này đó đã đưa tâm quán xét, Bay Giá này đã đưa tâm quán xét và trở thành vị A-la-hán quý vị. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà Đức Phật ngài thường nói trong quá khứ đó, người đã từng tu thiền quán nhiều đó, thì bây giờ họ tu thì khó, nhưng mà họ đắc đạo quả thì dễ. Còn những người mà từng tu thiền định nhiều đó, thì sau này họ tu thì dễ, nhưng mà họ đắc thì khó. Nếu người nào từng từng tu thiền định thiền thiền tuệ luôn đó, thì sau này họ tu cũng dễ mà họ đắc cũng dễ, nên gọi là hành dĩ đắc dĩ. Còn có nhiều người hành nan đắc dĩ, dĩ đắc nan, có nhiều người hành nan đắc nan, hành cũng khó đắc cũng khó, nhưng mà có nhiều người thì hành thì khó nhiều đắc dễ, có nhiều người hành dễ nhưng mà đắc khó, có nhiều người hành dễ đắc cũng dễ. Thì chính vì cái phản kháng tướng này là một cái tuệ quán mà chúng ta nghe nói như là câu chuyện của ngài Chu Lóc Banh Tất Cả trong quá khứ đó, lao cái chiếc khăn lên người của mình, lên mặt lên tay của mình, là thấy nó bỏ cái tướng màu trắng trở thành cái tướng màu đen dơ bẩn, do cái thân này nó tiết ra cái chất nhờn, chất bụi bám, và đã làm cho cái khăn màu trắng nó trở thành màu đen. Và Đức vua lúc bấy giờ là tiền thân của ngài Chu Lóc Banh Tất Cả đã lấy cái án tướng đó, đã suy tư ở trong tâm của mình và đã hấp thụ được cái tướng đó, và sau này Đức Phật ngài cũng biết được cái điều này, và ngài đã lấy cái khăn đưa cho ngài Chu Lóc Banh Tất Cả ngài dò. Tuy rằng ngài 3 tháng hạ học không thuộc 4 câu kệ, nhưng mà tự thân ngài dò một hồi đó thì ngài quán xét, ngài thấy được cái khăn đó từ màu trắng sang màu đen, thì ngài suy xét rằng là bụi là có quế, nhưng mà ngài rằng tham mới là có quế, bụi không phải thế. Rồi ngài thấy bụi, nhưng mà ngài nghĩ rằng sân mới là có quế, bụi không phải thế. Rồi ngài thấy rằng si mới là có quế, chứ bụi không phải thế. Rồi cuối cùng ngài quát và ngài đã đắc quả A-la-hán với ý quá thông. Ngài có thể một thân quá ra ngàn thân, khác nhau như vậy.
Như vậy thì cái phản kháng tướng này là một cái tuệ quán ở trong quá khứ đã từng làm cho chúng ta có một cái ấn tướng, và cái ấn tướng này sau này được phát triển và trở thành cái sự sát trừ phiền não. Hay là chúng ta thấy như là Ngài Gia Xá cùng 55 người bạn đó, trong quá khứ đã từng thiêu tử thi, một cái tử thi của người phụ nữ không có người thân nhân được thiêu, và một bào thai trong trong cái thai phụ đó đã xì ra cái mùi rất là hôi hám, và 55 người đó nhìn cái đề mục đó, nhìn cái tử thi đó, nhìn cái án xứ của hài nhi đó, và sau này 55 người sanh lên làm phạm thiên. Và từ phạm thiên sanh xuống đó, 55 người này đã sanh vào những cái gia đình danh gia dòng tộc kết bạn thanh niên, và khi mà thanh niên Gia Xá đã thành tựu quả A La Hán thì 54 người bạn đi thăm Ngài Gia Xá, và Đức Phật Ngài biết được cái duyên lành của những người này, và Ngài đã thuyết một thời pháp thôi. 54 người bạn của thanh niên Gia Xá đã trở thành vị, thì lúc bấy giờ là 61 vị A La Hán quý vị, năm anh em Kiều Trần Như và 55 người bạn Gia Xá là 61 người. Và Đức Phật Ngài đã tuyên ngôn về cái sự hoằng pháp, và Ngài khích lệ chư tăng mỗi người hãy đi một đường, hãy vì cái chánh pháp cao thượng này, hãy xiển dương cái chánh pháp cao thượng này. Và lúc bây giờ 61 vị thì chúng ta thấy có 55 người bạn của thanh niên Gia Xá cùng với Ngài Gia Xá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về phần bài học hôm nay á, về năm cái pháp cần phải tu tập đó mà chúng tôi xin trình bày, và Thượng Đại Giác Đẳng cũng đã trình bày một chút, và bây giờ thì chúng tôi xin trình bày phần còn lại, đó là hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quang biến mãn và phản kháng tướng. Đó là năm cái pháp mà cần phải tu tập. Phá quê tập bá thăm ma. Phần trình bày bài học hôm nay con xin trình bày, bởi vì như trình bày phần nào chưa có được sáng tỏ, đó là những cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng đặt để chư tăng chia sẻ thêm. Bây giờ thì con xin kính dâng các phần phước báo công đức đến chư tôn đức tăng, chư phần quả đến chư thiên, hồi hướng phần quả đến bậc ân nhân và các đệ tử của chúng con nhận được phước này hoan hỷ trong đời sống, thành mãn trong cái việc tu hành. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để điều hòa. Ta thú kính thưa thư tổ pháp tăng, bất thư tổ tiểu siêu thường tọa còn ở trước máy không? Nếu thư tổ còn ở trước máy, xin kính thưa thư tổ không khí trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thư tổ tiểu siêu thường tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thư tọa pháp, dạ bạch thưa sư, bạch thưa tọa thưa sư, thư tọa khoan hỷ cho một cái định nghĩa là chỉ từ vựng biến mãn, pharanatta ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta nên được hiểu như thế nào? Xin kính thưa thư tọa. Xin hỏi thì cũng nghe rõ không? Hôm nay chúng tôi nói về chỉnh kinh, chúng tôi chỉnh kinh nhất. Ngày hôm qua cô Nhật Quỳnh đã chỉ cho về cách chỉnh nhất, hôm nay sẽ chỉnh lại gì? Vượt quá. Cảm ơn quý vị. Cô Nhật Quỳnh nghe hết hôm nay qua không cô? Nghe tốt. Trở lại vấn đề
phóng cái từ gọi là Parinipa, tức là biết mạng. Thì trong cái phần thảo luận đó, chúng ta chắc chắn hỏi gì cho danh từ biết mãn có nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, cái chữ Pharanapa có nghĩa như là cái chữ thẩm thấu hay là nó lan rộng ra. Ví dụ như biết mãn từ tâm đối với tất cả các loại hữu tình, phía trước mặt, sau lưng, phía nam, phía tay trái, phía tay phải, phía trái, phía phải, ở trên ở dưới. Thì như vậy là trải rộng cái thông từ biến mãn, nghĩa là trải rộng luôn rồi. Gần như là trong cái nghĩa nào sẵn biến mãn được, nhưng trong trường hợp ngày hôm nay là vị trí Phật Na Ta, tức là hãy biết mãn là làm tỏa cái phí lạc như lan tỏa, còn là biết mãn tức là làm cho lan tỏa. Và biến mãn là ánh sáng lan tỏa. Ở đây chúng ta xài trong ba cái nghĩa chúng ta sửa xài cốt. Nhưng mà cái chữ tâm biến mãn đó, thì chữ biến mãn này nó xài cái nghĩa cùng khắp. Ở đây Bare Sang Chia Tô Pháp-ma-na Pá-chê-tì-tí Chia Tô Pá-ri-yá Pá-nhá Chia Tô Pháp-ra-ngá-ta-nú-nam-a. Khi mà tâm sinh khởi, thẩm thấu tâm của chúng sinh khác, của những người khác, gọi là tha tâm trí, chia tô bay nhà, tuệ, tha tâm tuệ, hay là tha tâm thông, rồi chia tô phát ra nạp bạc, tức là tâm biến mãn. Như vậy thì dựa theo trong bốn chi pháp của cái bài ngày hôm nay đó, thì chúng ta xài hai nghĩa cho chữ tu tiến phật na ta, xuất khắp phật na ta, lục bát phật na ta. Một nghĩa cho cái chữ chia tổ phật na ta, cho vị trí phật na ta hay là xuất khắp phật na ta, aloka phật na ta, hiển biến mãn là biến mãn, hoàn biến mãn, thì chúng ta nên hiểu là cái sự lan tỏa, cái sự lan rộng. Còn phật na ta là cái sự thẩm thấu hay là cùng khắp,
được sử dụng nó trong cái bài kinh này thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị để trả lời cái câu thảo luận số 1 từ người là Đấng Thượng Đế Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa kính thưa tòa thượng sư, mà thưa tòa thượng sư, nhưng có thưa tòa đây thưa tòa con nghĩ nói rõ sự khác biệt giữa hỷ và lạc. Có nhiều người xem là hỷ và lạc nó giống như là cặp bầy trùng nó đi chung chung với nhau, nó đi chung với nhau. Có hỷ thì có lạc thì có hỷ. Nhưng mà ở trong chi thiền thì, ở trong thiền chi thì chúng ta nói hỷ và lạc là hai trạng thái khác biệt. Thì thưa tòa con nghĩ giải thích sự khác như thế nào, kính thưa thưa tòa thượng sư. Cái đặc biệt từ cái kinh thường với sự tính về chi pháp thì ở đây là lý biến thức nó thuộc về ăn uống là cái tầm sở thứ 5 ở trong 6 tầm sở nguyên cả. Tầm đúng thứ dễ cần hỷ dục từ hỷ có từ vi tiết nó thuộc về hành ngữ là cái đây là chính xuất khác thì nó thuộc về thông ngữ nó là cái tâm sở thứ hai là trong 7 tâm sở lý hành xúc thọ tưởng hành là xúc thọ tưởng tư nhất hành và nguyện là ý có lúc là định nguyên vị đó là nó nhỏ rồi bây giờ kéo xuống rồi đó quý vị thấy vừa chưa quý vị có nghe được rõ không thì xin nhận qua thì quý vị cho biết là nghe nhỏ quá bữa nay thì nghe to quá giờ đúng ở đời nói nhỏ quá cũng bị tăng phiền nói lớn quá cũng bị tăng phiền rồi vậy là xong rồi phải không rồi tốt quá xin cảm ơn quý vị nhưng mà chẳng thà vậy chẳng thà nó lớn chúng ta giảm nhỏ thì nó dễ chịu hơn còn nếu mà nó nhỏ quá thì nó rất vất vả cho cái việc mà tăng âm. Nhưng mà một lần nữa cảm ơn nha, cô Nhật Quỳnh ngày hôm qua cô đã có chỉ sự đắc đế cho cô để sự kéo lại. Trở lại thưa quý vị. Ý tứ hỷ là một cái trạng thái lo vui, một cái trạng thái lo vui tức là một cái trạng thái hưng phấn. Tất nhiên là hỷ phải sanh tu với lạc, bởi vì hỷ là trạng thái đau vui, do đó cho nên nó phải có cái cảm giác
phản bác sao là người ta tự là cảm giác thoải mái, cảm giác thọ lạc mới được. Trong khi đó thì là một cái cảm giác thoải mái chứ, cái cảm thọ lạc thì có lúc khi cảm thọ lạc chỉ đi có một mình, không có hồ hữu vô hỷ. Chúng ta nhớ rõ là hỷ luôn luôn phải cô hữu với lạc, với thọ lạc. Nhưng mà thọ lạc có thể không cô hữu với hỷ. Ở đây khi mà nói đến hỷ biến mạng thì chú giải có giải thích là đề xuất xa đề xuất bên nhà vị trí karnata nam ạ, tức là tuệ trong hai thiền đầu sơ thiền nhị thiền là có hỷ, tất nhiên là hai thiền đầu có lạc luôn. Nhưng mà chỉ có hai thiền đầu thôi, nếu nói theo tầng kinh là sơ thiền nhị thiền là có hỷ. Trong khi đó đó là thì có ở trong ba thiền, tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền. Ba thiền này của tầng kinh thì nói theo đạo nhiệm pháp là bốn thiền: sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền là thọ lạc. Nhưng mà tứ thiền thọ lạc ly hỷ, còn sơ thiền nhị thiền tam thiền thì thọ lạc mà hữu hỷ sắp đi thích khác. Căn cứ vào cái chi pháp này thì chúng ta sẽ hiểu được sự khác biệt giữa vị trí với sự khác. Cho nên có cái chỗ này chúng tôi xin nhắc lại để các Phật tử chúng ta thấy chút lưu ý chỗ này là khi mà chúng ta đang học trong kinh tạng thì chúng ta nói có bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, có bốn thiền thôi. Thì tứ thiền đó chúng ta phải biết ở tương đương với bốn thiền ở trong nhiều pháp, trong Abhidhamma. Bởi vì ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà đặng kinh đó, thì sơ thiền, nhị thiền là thọ lạc hữu hỷ. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tam thiền trong kinh tạng đó, thì nó thọ lạc mà ly hỷ. Còn tứ thiền là thọ xả. Trong khi ví dụ pháp thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là thọ lạc hữu hỷ, tứ thiền là thọ lạc ly hỷ, và ngũ thiền là thọ xả. Tại sao nó khác biệt với nhau có cái số lượng nhiều ít như thế này, chỉ thưa quý vị? Tại vì nếu như cứ vào ba loại định, tức là định hữu tầm hữu tứ, là định trong sơ thiền, thì tạng kinh và tạng diệu pháp đều là định sơ thiền hữu tầm hữu tứ. Nhưng mà thêm một loại định nữa là
Avatakka Vicharamatta Samadhi, tức là định vô tầm mà hữu tướng. Thì định này phải là nhị thiền, chính là nhị thiền. Mà nhị thiền đó chỉ có ở trong ví dụ pháp cũng có, chứ còn đối với cận kinh thì nhị thiền vẫn là vô tầm vô tướng. Loại định thứ ba là định vô tầm vô tướng, thì ở trong kinh tạng là chỉ cho nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở trong diệu pháp đó, thì tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mới là định vô tập vô tướng. Thì ở đây chúng tôi cũng xin nhắc thêm, để chúng ta nhớ cái gọi là cái hệ bốn thiền và cái hệ năm thiền cho các cách tha nát và phân cho các cách tha nát. Hệ năm, hệ bốn thiền là của tạng kinh, và hệ năm thiền là của tạng niệm pháp. Mặc dù chúng ta nói như vậy là ở trong đạo diệu pháp phần ra năm thiện niệm, nhưng mà ở trong tạng kinh, như bài kinh Trung Bộ, bài kinh Trường Bộ mà bài kinh Phúc Tụng chúng ta học vừa rồi, cũng như ở trong bài kinh Thập Thượng Pháp Bà Chi, thì chúng ta thấy bài lời định là ở trong tạng kinh vẫn đề cập đến pháp, vẫn đề cập đến định vô tầm hữu tướng như thường. Nhưng mà lý do tại ở trong vi diệu pháp thì kể rõ là năm thiền, mà ở trong kinh tạng thì chỉ có nói bốn thôi, nhưng mặc dù vẫn chấp nhận là vô tầm hữu tướng. Thưa quý vị, là bởi vì ở trong chính thức trú quỳnh nhà nạp chi tiết hay là bốn hay là bảy hay là chín, chín hữu tịnh cư, bảy thứ tướng chín hữu tịnh cư suốt sattas qua sát, có đề cập đến điều gọi là thân đồng mà tưởng gì, thân đồng mà tưởng gì, có chúng sanh thân đồng tưởng gì, tức là ám chỉ cho con khỏi nhị thiền. Thì cái khỏi nhị thiền này đó, phạm thiên thân tướng giống nhau, nhưng mà tưởng tức là cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh và cái tính sanh khí nguyên nhà nó khác nhau, tức là có vị là cái sanh thức của vị ấy là quả nhị thiền, có vị thì cái sanh thức là quả tam thiền, tức là quả của định vô tầm hữu tướng và quả định vô tầm vô tướng. Cho nên ở trong quy diệu pháp thì phân ra theo cái trạng thái của tâm định, tức là phân theo cái chi thiền. Còn ở trong kinh tạng đó, thì phân là bốn, là tại vì yêu thức vào cái loại thiền tái sanh tương ứng với các cái cõi phạm thiên. Vì cõi phạm thiên sắc giới thì chỉ phân ra là có ba sư thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền, như vậy thôi. Cho nên phân ra như thế thì hai cái thiền mà sơ nhị thiền và tam thiền gom chung lại thành một, là vì nó chỉ cho tái sanh ở cái cõi tam thiền thôi, ở cõi nhị thiền thôi. Như vậy thì khi chúng tôi đã giải thích về hỷ lạc, sự khác biệt giữa hỷ lạc ở trong thiền chi, rồi sẵn đó chúng tôi trình bày thêm về ý nghĩa của thiền
theo tạng kinh và thiền theo tạng thiền pháp có sự khác biệt như thế nào? Xin trình bày thêm như vậy. Và bây giờ xin cung kính thưa tôi với đấng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thưa quý chân thưa tôi từ xưa, bất thưa tôi từ xưa, nhưng thưa tôi có mặt ở đây thưa tôi có nghĩ nói thêm một chút ở đây nó hơi chuyên môn một, nó hơi chuyên môn nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng đi vào chuyên môn A Tỳ Đàm. Chúng ta nói đến thuộc tánh hỷ ở trong cái nhóm thuộc tánh bị cảnh tập tứ thắng giải cần hỷ dục, và chúng ta nói đến thọ hỷ ở trong xúc thọ tưởng tư định bằng ngăn tắc ý ở trong nhóm thuộc tánh tự tha. Thì cái thọ hỷ và thuộc tánh hỷ đó, nó khác biệt nhau như thế nào, và tại sao phải có thêm cái thuộc tánh hỷ trong lúc ở trong thọ thì chúng ta cũng có thọ hỷ như là thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Xin thưa tôi hoan hỷ trở lại cái thứ thưa tôi. Một thầy chưa thì tâm là thế thương quý vị. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Giờ phải hỏi một lần mỗi lần. Dạ. Hôm nay rất là mọi người. Âm thanh về tốt quá. Âm thanh các vị thường gọi cho đẳng đối thì chúng tôi nghe cũng rất rõ. Nghe liên tục, nghe rõ, nghe lớn. Và khi chúng tôi nói thì quý vị cũng cho biết là nghe rõ, nghe lớn, rất là mừng. Tiếp tục chúng ta cũng cho quý vị trở lại vấn đề. Thì ở đây, cái thọ hỷ có tên gọi là Sovanasat Vedana. Còn chữ hỷ, cái thuộc tánh hỷ ở trong tâm sở bị cảnh thì nó là Piti. Cho nên hai cái từ này tên gọi đã khác nhau rồi, tại vì chúng ta cứ dịch là cái nào cũng là hỷ, cái nào cũng là hỷ. Cho nên chúng ta mới có cái sự thắc mắc. Một mặt khác nữa là ở đây nha, thọ hỷ chính là thọ lạc ở trong tam thọ. Thọ hỷ chẳng qua là nói thì ngũ thọ mà thôi. Thế mà trong năm thọ, nếu tam thọ mà chia thành năm đó, thì có Sovanasat hỷ. Sovanasat ưu, số khách là lạc, lúc khách là khổ, và Upekha là xả. Nếu nói theo tam thọ thì cái thọ hỷ tức là cái cảm giác thoải mái của tâm. Thọ lạc là cảm giác thoải mái của thân. Một cái thuộc về Chetasika Vedana và một cái thuộc Kayika Vedana. Nhưng mà nói theo tam thọ thì hỷ và lạc luôn chung lại thành xuất của Vedana là thọ lạc. Cũng vậy, thọ ưu là cái cảm thấy bất an của tâm, và thọ khổ là trạng thái khó chịu của thân. Khi mà hai, nếu đó là tam thọ thì thọ ưu và thọ khổ vương là thành một, gọi là lúc khắc nguyên thành na là thọ khổ, khổ của thân và khổ tâm nè. Thì chúng ta tính như vậy. Còn cái thọ xả Upekha của năm thọ thì
qua đây được tên gọi Adukhama Sukha Vedana. Adukhama Sukha Vedana là thọ phi khổ vi lạc, phi khổ vi lạc thọ. Cho nên nói thời tam thọ thì khổ lạc và phi khổ vi lạc. Thì khi nãy ở trong cái câu thảo luận số 2, 2A, câu thảo luận số 2A thì có đề cập đến là có chi gì, và chỗ đó thường gọi là đám hội giữa cái lạc và hỷ ở trong chi thiền khác nhau thế nào, khác biệt nhau thế nào thì chúng tôi đã trả lời xong. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng những lạc đó, lạc trong chi thiền, chi thiền lạc đó, lạc này chính là thọ hỷ Sovanasat Vedana. Chứ lạc này không phải là giống như là thân thức thọ lạc. Để chúng ta cần nhớ được chữ lạc này là vì nói theo tam tam thọ, chi thiền nói theo tam thọ đó, thì có thọ lạc thì mới thì chúng ta lấy cái thọ lạc đó. Cũng may là nói theo tam thọ, chứ nếu mà nói theo ngũ thọ thì chúng ta tầm tướng hỷ hỷ định thì như vậy chúng ta khó nói quá. Như vậy chúng ta khó nói quá, bởi vì nói chung mặc dù biết đó là Sovanasat với vị trí, nhưng mà dịch tiếng Việt chúng ta cứ hỷ hỷ. Tại vì vậy chúng ta đem chữ Sovanasat đó chúng ta để qua tam thọ thành thọ lạc, thì tầm tướng hỷ lạc định chúng ta có năm chi tiền nói như rất là rõ phân biệt nhau. Và đến đây thì xin được dừng lại và chia sẻ với đến chúng tôi sẽ tặng trở lại luôn thầy. Sau thú khí trình thưa tòa tiểu siêu, xin thỉnh thưa tòa tiểu siêu quan hệ giúp trả lời cho câu thưa luận số 3. Và cũng nhân đây chúng tôi cũng xin thú thật với quý Phật tử một điều là trong nhiều năm sống chùa cho đến ngày hôm nay đó, thì thật sự chúng tôi cũng không nghĩ là có cách nào để học Phật Pháp mà thiếu A Tỳ Đàm hay là thiếu vị diệu pháp được. Của thầy chắc lẽ thì thường tôi rất đẫm là cực đại. Bây giờ chúng tôi xin được nói tiếp lời của thường tôi rất đẫm, rồi sau đó trả lời cái câu hỏi số ba. Quả thật như vậy, chúng thì tôi rất đẫm nghĩ rằng mà không có cách nào mà học viện pháp, không có cách nào mà học Phật pháp mà lại thiếu viện pháp được. Cái điều này chúng tôi cũng có thường nói ở trong lớp học với tăng chư ni với Phật tử. Nếu mà muốn học tạng kinh cho rõ nghĩa và chính xác, học tạng luật cho rõ nghĩa và chính xác thì phải nhờ đến viện pháp. Nói một cách khác nữa thì toàn bộ Atthakatha chú giải thì ngài Buddha Vô Sát khi mà viết về thanh tịnh đạo của Sư Thích Mất Cát hay những cái tác phẩm khác chú giải của tạng kinh, chú giải của tạng luật,
thì tất cả đều dừng. Cái công thức vì pháp để mà giải, cái công thức vì pháp để mà giải. Một điều mà chúng tôi rất là hay vì chúng tôi mới người soạn đấy, mới soạn lại. Khi mà nói đến tham thông, tức là khi giải có tâm định tĩnh, thuần tĩnh, tâm sáng, dễ sử dụng, dễ hướng tâm đến cái trí biết tâm của chúng sanh khác. Khi mà chúng sanh khác, người khác khởi lên tâm có tham, biết rõ tâm có tham, tâm ly tham vì đâu biết rõ tâm ly tham, vân vân. Tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân. Thì khi ở đây, khi mà giảng thế nào gọi là sắc aravô và nguyên tắc aravô, cái tâm có tham và tâm không tham, thì lúc đó ngài có thật sự sáng ngày giải thích tám tâm tương ưng với tâm tham. Tám tâm này gọi là tám tâm có tham hay là hữu tham. Sắc ra ra, sắc ra 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 chứ tâm. Còn tâm thiện của sắc chứ tâm và tâm vô ký áp gia tâm tác chứ tâm thì là tâm ly tham. Nhưng mà ngài cũng nói thêm rằng nếu nói theo chính chất thì cái tâm liên tham vì ta ra rác thì là cái tâm thiện hay tâm vô ký. Nhưng nếu mà nói theo chi pháp đó, thì kể cả hai tâm sân và hai tâm si cũng được gọi là cái tâm ly tham. Tại sao? Vì trong tâm sân nó không có tham căn, trong tâm si không có tham căn. Như vậy ở đây thưa quý vị, khi mà đọc qua trong chú giải thanh tịnh đạo rồi thì chúng tôi thấy rằng là người mà không có học nhiều pháp đọc đây là không thể nào mường tượng ra được, không thể nào mường tượng ra được. Cho nên các Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta nghiên cứu qua vi diệu pháp, ai phải thông báo với tất cả. Mà hiện tại bây giờ thì ở trên học viện Phật giáo Việt Nam có một bộ môn gọi là phải thông báo với tất cả, tức là bạn vi diệu pháp chính chúng tôi đảm trách dạy bộ môn đó. Chúng tôi cũng thường tuyên nhắc các vị tăng ni nên cố gắng học học cái đó nếu muốn biết Phật pháp và đi học tiếp sang bên nước ngoài đó, Miến Điện, Thái Lan, Cách Lan, Ấn Độ, đã biết nhiều pháp thoải mái thì qua bên bệnh là mình khỏe lắm. Người ta giảng về Phật pháp có liên hệ đến nhiều pháp thì chúng ta sẽ nắm vững và sẽ không có trở ngại gì. Bây giờ chúng tôi trở lại với câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Thì câu số 3 ở đây là tại sao khả năng nhìn lại hay là phản căn cứ bất chỉ kinh, bất chỉ quyết kinh ác như bất tác trong thiền mang lại tác dụng lớn đối với hành giả. Thì ở đây thú vị, ở trong chú giải chỗ này cũng giải thích tâm ha tâm ha sama kim ha muốn thực tác sát bất chấp bất khả nã nhà năm bất chấp khả nã niệm bất tận bất chấp bất khả nã niệm bất tận. Cái vị hành giả khi mà xuất định ấy
là cái trí phản kháng nó khởi lên. Cái trí phản kháng đó gọi là phản kháng tướng, là phản kháng tướng. Nó đơn giản, nó cái một ví dụ bây giờ chúng tôi cho ví dụ một nhà văn khi mà họ viết xong một cái quyển, một cái tác phẩm văn chương, họ viết rồi họ phải đọc lại để hoàn chỉnh. Một họa sĩ khi mà họ vẽ xong một bức tranh, họ phải đứng yên lại ở ngoài, họ nhìn ngắm bức tranh đó, họ nhìn lại cái bức tranh đó. Bất cứ một cái người nào, một cái công việc làm nào, khi mà đã làm xong là họ, người ta phải kiểm soát lại, phải rà soát lại để xem họ sự thiếu sót như thế nào hay không. Một là để bổ túc những cái sự thiếu sót, bổ khuyết những sự thiếu sót. Hai là để nhìn thấy là có sự quan hệ, cái sự quan hệ với những thiền chứng mà mình đã đạt được, vì đó mới có thể khởi lên một cái tác ý tưởng cao hơn, tác ý tưởng cao hơn để tu chứng thiền cao hơn. Thì như vậy ở đây hàng ngày khi mà chúng ta tu tập bố thí trì giới là chúng ta phải luôn luôn phải xét lại cái sự bố thí của mình, xem cô nó có được hoàn thiện chưa, cái sự trì giới của mình xem nó còn hảo chưa, hay là mình bố thí vì danh, giữ giới vì danh vì lợi, hay là bố thí để mong cầu xin khổ trời, giữ giới sanh về khổ trời, không biết. Nếu mà chúng ta quan sát lại mà chúng ta thấy cái đó là không nên, không tốt, thì chúng ta bỏ cái tư tưởng đó đi, bỏ cái mục đích mà chúng ta bố thí vì danh vì lợi đi. Nhờ có suy xét lại, tức là có phản tỉnh, nhưng mà người dùng cái trường phát chung với cái nát rộng lắm, lúc đó chúng ta phản tỉnh lại. Mà nói cho thiền là phản khác, phản khác lại thiền đã chứng. Thì ở đây đó, đối với thiền pháp khác thì chúng ta phản kháng lại, chúng ta phản tỉnh lại được mà chúng ta giữ lại cái tốt và chúng ta bỏ đi cái xấu. Như trong bất chấp với khi ná này chúng Phật này dạy ở trong bài kinh Ra Phu Lô Hoa Đá Âm Bà Đá Thích Cá, giống như là Hồ La tại Âm Bà Đá Thích Cá Đức Phật này dạy rằng là hãy tu tập phản tỉnh tâm ba hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Khi làm cái việc gì, đã là việc gì, đang là việc gì, sẽ là việc gì, nên có cái sự phản tỉnh, tức là phản xem xét lại cái hành động của mình, cái hành động đó có lợi hay là bất lợi, thuộc về thiện pháp hay là ác pháp, nó sẽ đưa đến sự đau khổ hay hạnh phúc, được người chú tán thán hay người chú chỉ trích cơ cực. Thì như vậy là trong cái ý nghĩa, cái tác dụng của Pachyavekana, nhà nó đối với một người bình thường là để bổ khuyết những gì mà thiếu sót là một. Thứ hai nữa là để bỏ đi những gì xấu và chỉ chọn lọc cái gì tốt. Còn cái ý nghĩa thứ ba đối với vị phạm khác thiền đó, sau khi xuất thiền, nhập định xong, nhập thiền xong hay là chứng thiền xong, đắc định vị đó xuất thiền và vị đó phản kháng lại chi thiền là chính, thì trường hợp này là để làm nền tảng cho cái sự quan hỷ mà tiến thêm chứ không dừng lại, tiến thêm chứ không có dừng lại. Thì như vậy có ba ý nghĩa của sự phản kháng,
Bác Chợ Vân Thế Mát, tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa này. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa tổ tiểu sư, bạch thưa tổ tiểu sư, nhưng hôm nay máy thưa tổ tiểu sư đang tốt đó, thì ta có nghĩ giúp trả lời câu này là ở đây chúng ta thấy rằng một cái vị mà có cái khả năng để khai triển về tâm biến mạng thì vì đó rất là thuần thục ở trong cái khả năng đọc tâm tư của người khác. Chúng ta thấy rằng tâm ý chúng sanh thực sự là nó buông mặt, nó buông chuyện khác nhau. Nhưng mà phải chăng ở một phương diện nào đó thì tâm ý sanh khởi trong một cái luật nhất định, và nếu một vị mà thực sự rõ cái luật cố định về tâm thì vị có thể đọc tâm của tất cả chúng sanh, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa hiện trở lại. Hai cái trường hợp này chúng ta cần lưu ý. Một vị mà chứng tha tâm thông với cái tầm biết mãn là để biết được tâm của người khác, cái tâm hành đang sanh như thế nào thì biết rõ như thế ấy. Tâm hành của người đó đang khởi lên là tâm có, là tâm tham hay là tâm ly tham thì để biết rõ, tâm sanh hay là ly sanh thì để biết rõ, tâm có si hay là ly si thì để biết rõ, tâm định tĩnh hay là tâm không định tĩnh thì được biết rõ, tâm thủ động hay là tâm náo động thì được biết rõ. Thì biết rõ đó là biết rõ cái tâm hành của chúng sanh đối tượng đang sinh khởi, đang hiện khởi. Cái đó là như vậy. Còn cái con mà dò sông dò biển dễ dò, nếu ai những thứ mà đó là người thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào một vị có tha tâm thông mà vị đó cũng có thể, vị đó cũng là bận nhiều thời gian để mà suy xét tâm của người khác được. Nếu như mà bận tâm làm cái công việc đó thì Đức Phật đã không phải bị những cái tình trạng nêu qua đáp tám phản bội hay là sinh năm 68 phản bội. Nên khi mà sinh năm 68 trước mặt Đức Thế Tôn nói được những gì là Đức Thế Tôn biết rõ tâm ý năm mươi mốt về bạn đang có ý đồ như thế nào, khi mà đề bạn đặt ra đến yêu cầu Đức Phật năm luật lệ mà yêu cầu Đức Phật là chế định cho chúng tỳ kheo, Đức Phật là biết rõ tâm tánh khởi lên cái ý đồ của đề bạn ra ngày đã từng chọn. Thì biết là biết như vậy
là trong lúc đang sanh giới này không có sửa được. Thì chính vì cái chỗ không sửa được đó, không sửa được cái tâm của chúng sanh đó, cho nên mới lúc những cái câu đố ai lên trước mà đâu là người. Là chúng ta không thể lường trước được. Đối với phạm phu chúng ta thì chúng ta không thể lường trước được, vì chúng ta mù tịt, là chúng ta chơi với bạn, là chúng ta không có hiểu được cái tâm ý của bạn là tốt hay là xấu. Nói chung nó trung thành hay là nó phản trách, mình không biết được. Cho nên mới nói là người ta mới than là dò sông dò biển đó, xem coi nó sâu bao nhiêu thì người ta có thể tìm cách để người ta dò cái khúc sông này nó sâu xuống 5 mét, khúc sông kia là 10 mét, lúc nọ cái chỗ khúc sông nọ thì nó cạn hơn ở khoảng 3 mét, vân vân. Nhưng mà đó là người thì không phải dễ. Cái đó là một câu nói này để ám chỉ cho kẻ phàm phu chúng ta trong cuộc sống bình thường, trong cuộc sống bình thường chúng ta không thể đo là người được. Còn nói về một cái vị đắc tha tâm thông đó, thì vị đó với cái tâm biết mãn, biết được tâm của người khác, nhưng mà chỉ biết được tâm ý sanh khởi tồn tại và chấm dứt thôi, nó đang sanh khởi, đang tồn tại và nó chấm dứt theo cái quy luật cố định của tâm, như vậy thôi. Chứ không, cái này không có, này không có sửa đổi được, này không có sửa đổi. Vì chính vì chỗ mà ngài biết được biết như vậy, nhưng mà ngài không có sửa đổi được tâm tánh của chúng sanh nên, thì trong trường hợp đó mới có những cái sự kiện mà đề bạch đa phản bội Đức Phật, và Sunakata đã bỏ Đức Phật mà đi theo ngoại đạo. Và có những cái trường hợp khác nữa. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận. Thì muốn hôm nay thì máy chúng tôi rất là tốt, lượng sức khỏe cũng tương đối tốt, chỉ trừ ra cái trường hợp bị đau lưng thôi, nhưng mà cái miệng thì không có đau. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ là hôm nay thì thầy giáo Đấng đã dành cho chúng tôi cái thời gian rộng để thảo luận trong cái bài học này. Và bây giờ thì cũng chỉ còn có 2 phút nữa, xin cung kính chúng tôi đã đăng trở lại chúc phúc cho các bài học hôm nay. Nam mô Thầy. Sa thú kính đức thưa tổ tổ sư. Bạch Thiên Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay đó, thì thật ra là một đề tài tương đối đào sâu vào cảnh giới của thiền. Và thưa tôi sư cũng đã dùng một số những ý nghĩa từ thằng A Di Đà. Nhưng mà chúng tôi xin nhân đây cũng nói thêm một điểm là có những đề tài tuy rằng khô khan hay là tuy rằng chuyên môn, nhưng mà trên một phương diện nào đó rất có lợi cho chúng ta. Và do vậy, chúng tôi mong rằng quý Phật tử khi vào trong học trong lớp sẽ có đủ sự kiên nhẫn theo sát những bài học. Bởi vì thật ra bài học nào nó cũng có lợi cho chúng ta về phương diện này và phương diện khác. Đây là một thí dụ. Nên chúng tôi hy vọng rằng trong những giáo trình mà Chư Tăng giảng dạy, dĩ nhiên là chúng ta sẽ trải qua một số các bài học tương tự như vậy. Nhưng khi mà chúng ta đã học qua rồi, năm dài tháng rộng nhìn lại, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng những cái lớp học mà mang tính tuần tự, được dạy thứ lớp đầy đủ đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta
rất nhiều, và ngay cả những đề tài rất là khó nuốt, nhưng mà rồi chúng ta chịu khó thì có đôi khi chúng ta phải nói như ông bà chúng ta là nói là uống thuốc đó, nó không bổ về gan cũng bổ về dọc, nó không lời phương diện này cũng lời về phương diện kia. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhá. Sa thú lành thai. Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống công viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Tha Gia. Dạ, cả Quỳnh sư thuốc nói gì nhỉ? Quỳnh chưa hiểu. Dạ. À, dạ, có gì Quỳnh chắc lại dùm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh xin xuống mít ạ. Nghiệp làm từ cầu ý thân.